JK Audio, nghe chưa đủ thấy xác tin. Con đẩy liền vang công nghệ mới nhất hiện nay mang thương hiệu là WeWood, mã là KM1200 mã, về với một bác khách ở Tuyên Quang. Vâng, bác lấy 3 con. Bác dùng 1 con mua cho anh trai con và mua cho em trai 1 con ạ. Vâng, 3 con bên em bỏ ra test lần lượt từng con một để đảm bảo bác khách ở Tuyên Quang nhận được hàng phải tốt nhất, không lỗi lầm gì. Em chuyển nhạc tí. Vâng, 3 con như một luôn, nên toàn bộ hàng mới, bảo hành 1 năm lẫn 1 trong tháng đầu. Vâng, nhạc rất hay. Đặc biệt cái dòng này được tích hợp tính năng tự động dò tín hiệu. Khi mà tín hiệu vào nó sẽ tự nhảy các kênh này, không cần phải ấn. Đó, cái nổi trội. Và đây là chức năng LED này, đây là chế độ lưng tiếng rất hay. Rất sạch tiếng, đấy ạ, lưng tiếng. Tất cả chức năng bên em đã test rất là cẩn thận rồi ạ. Vâng, 3 con hoạt động như một luôn. Đẩy liền vang WeWood KM1200A đứng đầu thị trường hiện nay về cái dòng đẩy liền vang công nghệ số. Vâng, bây giờ em chuyển xuống con dưới. Một con đã hoạt động rất là ổn định rồi ạ. Em chuyển xuống dưới, em test từng con một. Ok, giờ con dưới. Bác nhìn tự động nó dò tín hiệu nhé. Tự nhảy kênh. Đó. Tự động như nhận tín hiệu luôn ạ. Con thứ hai cũng đã hoạt động ổn định. Vâng, với một đẩy liền vang như thế này chúng ta kéo được 2 đôi bát 50 là full to như này luôn. Là full to như này rất là khỏe. Vâng, em chỉ test thử một loa thôi. Tất cả hoạt động ổn định hết rồi ạ. Vâng, cái dòng này tự động trồng hú rất là tốt. Vâng, thì cái thứ hai đang hoạt động ổn định. Vâng, bây giờ em cho dùng cái thứ ba. Các bạn nhớ cho cái này đẩy liền vang này nó đẩy được 2 đôi là full 30 công suất lớn. Vâng, đó là cái thứ hai đã hoạt động ổn định. Giờ em xuống cái thứ ba. Bên em test rất là kỹ, rất là cẩn thận để đến tay khách hàng không lỗi lầm, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, vì thế các bác yên tâm. Máy thứ ba, đầu máy thứ ba để đến vang. Vâng, bác còn lấy thêm 2 đôi loa F75 nữa cơ ạ. Vâng, thì hiện tại 3 cái đẩy liền vang giúp KM1200A của bác khách ở trên Tuyên Quang đã hoạt động rất ổn định. Rồi, sau đây xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Rồi, sau cùng em thay mặt công ty chúc anh bạn sự nhí và may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, lại hai cái combo siêu rẻ, siêu hay và siêu chất, gồm đôi loa F75, đôi loa PN F75, 3 đường tiếng, bass 30
và những cái đẩy liền vang WeWork KM 1200 mã hôm nay, ngày hôm nay 31 tháng 8 lại đi các tỉnh. Còn mình cũng vừa test xong, không kịp thời gian quay video cho các bác. Vâng, Luna Pioneer F75 các bác nhé. Bên em lại đóng đi tỉnh đấy ạ. Luna này cực hay, giá rẻ, cực kỳ chất lượng và trưng bày cực kỳ là đẹp. May đang cửa hàng, em ở đâu? Vâng, đây, Luna F75 đây. Thì bên em sẽ đóng tiếp F75 đấy ạ. Đây. Thì bên em sẽ đóng nốt. Hả? Còn các bác yêu quý cái thương hiệu Pioneer F75 bên Zikao đều cực kỳ là lớn. Vâng, đây là một đôi đang bọc chống sốc rất là cẩn thận đấy ạ. Vâng, bác nào muốn sấy cho mình bộ dàn combo karaoke gia đình siêu rẻ để chơi dịp cuối năm, chơi Tết thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, số lượng có hạn thôi ạ. Những đôi là Pioneer F75 có thời gian dài Tết không có hàng thì cuối năm giờ bên em đã nhập được và phục vụ quý khách hàng đầy đủ nhé. Đây dòng là 3 đường tiếng này, 330 cực là lớn này. Đâu rồi? Đó, sau đây em xem phép được dừng video và bên em sẽ chuẩn bị đóng hàng hoàn tất ngày hôm nay. Vâng, công đoạn cuối cùng là bây giờ bên em đi dán tem. Như là F75, như là Pioneer F75. Và những cái đẩy nền vang Quy Quốc KM 1200 mã. Ra đi mấy combo liền các bác nhé. Mình lại cùng ra đây với